Chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic chất lượng tốt, giá rất là rẻ luôn anh em nha, được thanh lý với giá rất là rẻ. Cây này là cây Epiphone, thương hiệu rất là quen thuộc với anh em luôn nha. Epiphone, modem là AZ220S VS. Lát mình sẽ quay cái tem và mình để trên tên trên màn hình cho anh em tham khảo nha. Đây, cái đàn này đặc điểm của nó là cái thùng rất là to, âm nó rất là lớn nha anh em nha. Thùng to, nó to hơn những cái đàn bình thường luôn anh em. Cái thùng nó to lớn hơn những cái đàn bình thường, cho nên âm nó sẽ rất là vang, rất là lớn hơn. Với cả series này là giá nó rất là cao anh em nha. Series này giá cao mà đàn nó thì rẻ hơn anh em ơi. Bình thường anh em mua cái này thì chắc là nhiều triệu luôn anh em, nhiều tiền á. Series cây này nhiều tiền á. Đàn này mình đang thanh lý giá chỉ có 1.200.000 thôi anh em. Rẻ rất là nhiều so với giá gốc. Anh em cứ tham khảo cái thông tin cây đàn trước nha. Mình cũng có quay tem quay đầy đủ cho anh em để anh em tham khảo cho dễ đó. Thì cái đàn này thanh lý 1.200.000 vì nó bị cứng ở đây một miếng và rạn cái mặt tớp nha anh em nha. Giá nó rẻ thôi anh em, 1.200.000 nha, còn lại là đẹp và ngon lành hết, chất lượng tốt luôn anh em. Bình thường anh em mua chắc phải 4-5 triệu tầm đó nha. Đó, đẹp nè, lưng thì ngon lành, eo ngon lành, phá cũng ngon lành, chỉ có mặt tớp là nó bị vậy thôi nha anh em. Đã xử lý rồi, anh em mình chơi ngon lành, nó là cái thẹo anh em, mình nhìn vô mình thấy nó có cái thẹo đây. Cần phím âm thanh thì nó rất là lớn nha, từ vì cái đàn này thùng nó to hơn những cái đàn bình thường. Rất là to anh em, G mà, cho nên thùng đàn nó sẽ to hơn và âm nó sẽ lớn hơn. Chuyện đương nhiên rồi nha, anh em nhìn cái thùng nè, rất là to nha, rất là to, âm nó sẽ vang và lớn hơn những cái đàn bình thường của mình rất là nhiều. Đây, hiệu của đàn, khóa cũng là khóa zin của đàn nha anh em nha. Đó, chất lượng tốt, âm hay, được thanh lý giá rẻ. Tất nhiên rồi, nếu mà nó không bị cái vấn đề ở đây thì chắc chắn giá nó cao rồi nha anh em nha. Đàn này mình thanh lý giá rất là rẻ luôn, để cho anh em mình chinh chiến mấy ngày Tết nè, vác tới vác lui đi cũng không có sợ nó hư hỏng này kia nha anh em nha. Đó, tổng quan cái đàn rồi mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi đây. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn. Đây là tem của đàn nha anh em nha. Modem AZ220S-VS. Number là 21012307588. Hàng Epiphone nha. Anh em coi gần mặt đàn nè anh em. Đây, vị trí đàn tớp đây nè. Đây. Còn lại là đẹp ngon lành nha anh em. Còn lại là đẹp ngon lành nha. Dây đã được mình thay dây mới luôn rồi. Dây thì mình thay dây mới rồi. Lưng thì đẹp nè. Cần cũng đẹp luôn. Ngon lành. Đo cái action cho anh em coi. Dây số 1 nè, thấp hơn chuẩn, bằng chuẩn luôn rồi nha. Thấp hơn chuẩn nha. Đó, dây 6 là thấp hơn chuẩn. Đó, test thử âm thanh cho anh em coi. Âm nó thì chắc chắn nó sẽ vang nó lớn hơn, từ vì thùng nó lớn hơn mà. Mình test cần phím cho anh em coi nha. Cần phím ngon lành nha anh em nha, không rè, không tẹt, không lỗi phím nào hết nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn đây. Chất lượng giá rẻ nha anh em, giá rẻ mình thanh lý giá rất là tốt luôn. 1.200.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.